Chào các bạn ạ, để ngày hôm nay có tin bất động sản gì hay chia sẻ với các bạn ạ. Ngày nay mình chia sẻ với các bạn có một cái vụ việc này. Có một người mua đất cũng khá là lâu rồi. 2 năm sau anh quay lại thì trên mảnh đất của anh có ghi một cái dòng chữ là đất này là đất tranh chấp, không có mua bán gì hết. Đó. Ghi cái dòng chữ đây các bạn này, đất tranh chấp này. Không biết là giữa ảnh với môi giới có mâu thuẫn gì hay là không, hay là giữa các môi giới nó mâu thuẫn với nhau. Cái gây như thế này mình nói các bạn là không ai dám mua ra á, tại vì chúng ta muốn bán lại thì phải dẫn khách đi xem, dẫn khách đi xem mà đọc cái dòng chữ này thôi nó bạn là khách bỏ của chạy lấy người hết. Nhiều khi mà anh chơi với nhau mình cũng vất vả với ảnh đó, chứ không phải. Nó có câu chuyện như thế này các bạn này. Hơn 2 năm sau thời điểm mua mảnh đất 60 m² ở khu đông thành phố Hồ Chí Minh, mới đây anh M quận 12 thành phố Hồ Chí Minh xuống thăm đất mới tá hỏa khi ngay trước mảnh đất của mình ghi dòng chữ đất tranh chấp không mua. Đó. Liên hệ môi giới bán hàng của mình, anh M nhận được câu trả lời là không biết. Không loại trừ khả năng bị môi giới phá trong quá trình rao bán miếng đất của mình, anh M tìm cách xóa dòng chữ đi. Mảnh đất này của anh M mua vào cuối thời điểm năm 2021 nằm trong khu dân cư hiện hữu, đã công chứng chuyển nhượng sang tên vợ chồng anh. Vào cuối năm 2022, anh M có đăng tin ở trên các trang rao bán nhà đất và nhờ môi giới khu đông chào bán. Tuy nhiên do thị trường yếu thanh khoản, lô đất vẫn chưa bán được. Mới đây ghé thăm miếng đất, anh M mới tá hỏa khi ngay trước mảnh đất ghi dòng chữ rất là to bằng sơn màu đen với nội dung là đất tranh chấp không mua. Đang trong giai đoạn rao bán miếng đất gặp sự việc như thế này khiến anh M vô cùng tức giận. Đất của anh là pháp lý rõ ràng không thuộc diện tranh chấp, nhưng ai đó đã ghi như vậy là cố tình phá đám. Thực tế những trường hợp như vậy không quá hiếm trên thị trường bất động sản. Việc các môi giới làm ăn với nhau không hợp, phá nhau vẫn thường âm thầm diễn ra ở một số khu vực. Trường hợp này xảy ra khi chủ đất gửi sản phẩm cho nhiều môi giới cùng một lúc, tuy nhiên do tranh chấp vì quyền lợi hoặc là tìm cách ghìm hàng bán độc quyền, một số môi giới đã nghĩ ra nhiều chiêu trò như trên. Cách ghìm hàng này, mục đích của môi giới là để mảnh đất đó khó có người mua hoặc là môi giới khác không thể dẫn khách đi xem. Khi đất nóng sốt, các chiêu trò ghìm giá hay là thổi giá vẫn thường xuyên xảy ra. Khi thị trường yếu thanh khoản, việc tranh chấp nguồn hàng đa phần xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân của chủ đất với môi giới hoặc là giữa các môi giới với nhau. Theo là anh M, anh không có bất kỳ một mâu thuẫn nào với môi giới bất động sản. Việc anh gửi sản phẩm cho nhiều môi giới cùng một lúc cũng là điều bình thường. Có thể việc này xuất phát từ mâu thuẫn giữa các môi giới với nhau. Tuy nhiên, nội dung sáo ghi trên mảnh đất khiến việc chào bán sản phẩm của anh gặp khó khăn. Các bạn là các nhà đầu tư có bao giờ gặp những trường hợp như thế này chưa? Chứ còn mình là mình gặp rồi đó các bạn. Có một lần mình vào cái khu đô thị, cái chợ ở trong Điện Nam Điện Ngạc các bạn. Mình vào cái khu đó mình khảo sát là mình thấy đất nó ghi ở trước mặt các bạn nè. Nó ghi là đất tranh chấp với là đất này là chưa có đền bù, cho nên là không được mua bán. Nó đóng cọc nó ghi nhiều lắm. Vì sao này mình hỏi anh em là vì sao là đất đã có sổ sách đường hoàng rồi mà sao ghi những cái cao như vậy? Thì hỏi ra thì người ta nói là thật ra là không có tranh chấp gì hết. Đất đó là do một số người gửi cho môi giới khác. Mắc mối làm ăn của ảnh là ảnh ra ảnh quại, ảnh phá đám. Đó. Cứ môi giới địa phương khác hoặc là khu vực khác dẫn khách đến coi cái mảnh đất tại cái khu vực của ảnh á. Không nói anh một tiếng nào là bắt đầu anh tới anh quại, anh tới nói tùm lum tà la hết, là coi như khách hàng bỏ đi hết. Tại sao đó anh lái bản cám lên anh quại như vậy thì thôi không thể bán được. Ông bà mình thường nói cao là rừng nào là cột đó, cột ở đây là con hổ đó các bạn. Khu nào nó cũng có mấy anh môi giới địa phương hoạt động ra đó, cho nên những anh môi giới mà là lạ dẫn khách đến là coi như là anh quại hết, phá đám. Thì gặp những trường hợp như thế này tốt hơn hết là chúng ta phải hợp tác, chứ không là quản miết cũng rất là mệt. Thù vạc là mệt lắm các bạn, quản phá rồi làm hỏng cái việc lớn của mình.
thì tốt nhất thì hợp tác cho nó xong chuyện cho rồi. Thì đây cũng là bài học cho những người khách hàng mua đất ở xa. Chúng ta mua đất ở xa thì chúng ta khó bán lắm, tại vì chúng ta không thể dẫn khách hàng đi xem được. Cho nên tốt hơn nhất là chúng ta giao cho mấy anh môi giới địa phương là khỏe cho mình. Có thông tin gì mới về thị trường thì các anh báo cho mình, hay là cần bán lại thì mấy ảnh dẫn khách đi cũng dễ hơn. Chứ còn mình ở xa thì mình không thể dẫn được. Có mấy ảnh gần bên chạy tới chạy lui, nó tiện cho mình. Còn sau này bán được giá thì chúng ta cho thêm một tí lọc cho anh em, để cho anh em phấn khởi, như vậy thôi. Hai bên cùng có lợi. Còn gửi bán thì quan điểm của mình là nên gửi nhiều môi giới. Môi giới nào mà có khách thiện chế thì ta chốt người đó. Chứ còn mình gửi cho một người môi giới là xác suất bán hàng của chúng ta không có cao. Gửi nhiều môi giới thì xác suất bán hàng của chúng ta cao hơn. Tôi gửi cho một môi giới, nó còn một cái trường hợp xảy ra như thế này nữa, là không chừng có người môi giới đó người ta ém hàng của mình, thành hàng của mình là thành độc quyền đó, nó không có tốt. Cái gì mà mang yếu tố độc quyền là không tốt. Tốt hơn nhất là chúng ta vẫn gửi cho nhiều môi giới. Còn cái việc mà gửi bán thì mình nói hồi nãy rồi, tốt hơn nhất là gửi cho mấy anh môi giới địa phương là chắc nhất. Chúng ta khỏi phải lang tan chạy tới dịch lưu gì cho nó mệt. Có việc gì là mấy anh dắt khách đi. Nếu trường hợp mà gặp mà khách hàng thiện chí có nát các bạn ạ, thì chúng ta đề nghị là môi giới nhận dùm tiền cọc cho chúng ta luôn. Trường hợp này là phải nói là rất là tin tưởng á, chứ còn không tin tưởng thì tốt nhất là chúng ta không nên làm. Trường hợp mà tin tưởng là chúng ta làm như vậy cũng được. Thì sau đó chúng ta bay vào, chúng ta nhận tiền cọc và chúng ta làm những thủ tục sang tay cho họ. Cái trường hợp mà môi giới người ta mâu thuẫn với nhau, người ta gọi là một chuyện bình thường đó các bạn. Ở đâu không có. Các bạn để ý như thế này nè. Ví dụ như là mình muốn bán cái lô đất đó, mình ghi cái số điện thoại của chúng ta trên cái vỉa hè, tầm tầm khoảng một tuần sau chúng ta quay lại là cái dòng điện thoại của chúng ta nó không còn nữa. Vậy ai là người xóa cái số điện thoại của chúng ta các bạn? Đó là những anh môi giới khu vực đó đó. Anh lái số điện thoại của chúng ta là coi như là anh biết ta là chủ rồi, anh xóa số của chúng ta đi. Như vậy là những người khác mà muốn mua miếng đất đó thì cũng phải liên hệ với anh. Các bạn tin, các bạn đi tất cả các khu đô thị, những cái dòng chữ mà ghi đó là phần đa là bị xóa hết, không có số nào mà còn ra. Cho nên bán là tốt hơn nhất là cứ gửi cho môi giới địa phương. Rồi, ngày nay mình có một cái bài ngắn nhỏ chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye, chào các bạn.